chào các bạn quay trở lại với cuộc sống của Thi Khê tại Canada. Tuần này gia đình Thi Khê sẽ đi nghỉ dưỡng trong một cái thành phố cũng gần nhà mình, cho nên các bạn đi chung với gia đình Thi Khê nhé. Mình đã có chìa khóa của khách sạn rồi, chúng ta vào xem nhé. What do you think, guys? It's good. It's good. Wow. So, this is your bedroom? Đây sẽ là phòng của hai đứa nhỏ. Mỗi đứa sẽ có một cái giường riêng của mình. My bed. I have a closet. And? Còn đây là nhà bếp. Họ sẽ chuẩn bị sẵn đầy đủ hết các thứ cho mình. Ở đây mình có lò nướng, có microwave, có bếp núc cho mình nấu luôn các bạn. Ở đây sẽ là tủ lạnh, mình thấy có một cái tủ lạnh ở trên. Và đây là tủ đá để cho mình có thể làm đá, để làm những thứ mà nó rất là đông lạnh. Ở trong đây sẽ là nồi niêu và ở đây sẽ là chén dĩa. Thì cái máy này mình thấy nó còn rất là ấm, tại vì khách khi mà mình thuê những cái loại nhà như thế này, khi mà mình dọn ra mình phải bỏ hết chén dĩa ra, mình bấm nút rửa rồi mình mới được dọn ra các bạn. Bây giờ khi mà khách khác đến thì họ sẽ sạch sẽ sẵn sàng cho mình. Đây là chỗ để mà mình có thể giặt đồ, họ để sẵn xà bông cho mình giặt luôn. Đây là máy giặt, máy sấy và đây là xà bông cho mình sử dụng. Toilet, nhà tắm và toilet ở trong đây để cho hai đứa nhỏ. Đây là bàn ăn và phòng khách. Đây sẽ là bàn ăn và đó sẽ là phòng khách. Phòng khách sẽ có cái cửa sổ để mình nhìn ra cái view ở phía ngoài cũng rất là đẹp. You like the view outside, Joshua? Có nước không? Can you show the water over there? Can I shoot it? Shoot the little fireplace. Đây sẽ là lò sưởi, TV và đây là phòng của anh Phan và TK. Oh. You are here again. You claiming this room is yours now too? Thường thì tối thứ bảy nhà Thi Khê sẽ cho mấy đứa nhỏ ăn bắp nổ. Thi Khê sẽ chỉ cho các bạn cách Thi Khê thường làm nha. Mình mua bắp về xong mình bỏ vô trong cái đồ làm cho nó nổ bắp. Lúc trước khi mà nhà Thi Khê ở Việt Nam không có cái máy này thì anh Phan sẽ bỏ vô trong một cái nồi, mình bỏ chút xíu dầu ăn vô rồi bỏ bắp vô, xong rồi mình đậy nắp lại. Từ từ mình sẽ nghe nó nổ. Khi nào mà các bạn nghe nó hết nổ rồi thì lúc đó là tất cả các hạt bắp đều đã nổ hết, thì mình có thể lấy ra ngoài. Còn nếu mà mình làm cái này thì Thi Khê sẽ cho bắp nổ trước rồi sau đó mình mới cho dầu ăn hoặc là bơ vô sau nha các bạn. Sau khi mình bỏ bắp vô mình sẽ mở máy lên nha. Như vậy bắp đã nổ xong rồi các bạn. Nếu mà mình ăn không như vậy thì nó sẽ tốt cho sức khỏe hơn, nhưng mà nó sẽ không có ngon. Cho nên thường có thể Thi Khê sẽ bỏ bơ cho nó tan ra, hoặc là mình lấy dầu. Dầu thì Thi Khê sử dụng dầu
làm từ hạt hạt nho đó các bạn, thì nó sẽ tốt cho sức khỏe hơn, có dầu vô nó sẽ ngon hơn nhiều, nó sẽ béo hơn. Nếu mà mình muốn ngon nữa thì mình sẽ cho chút xíu muối vô nữa, thì cái vị của nó sẽ đậm đà hơn. Muối thì mình không nên cho nhiều quá, tại vì ăn nhiều muối quá cũng không có tốt. Thì Kê sử dụng mà muối hồng, tại nhà thì Kê hay xài muối hồng đó. Mình mua một cái hũ này xài hoài cũng không có hết luôn các bạn. Thì Kê thích ở như vậy, tại vì nếu mà mình chọn vừa ở khách sạn không thì mình sẽ không có những cái phương tiện khác, mình không có giặt đồ, mình không có thể nấu ăn được. Mình đang có dịch Covid như vậy cho nên nếu mà mình tự nấu được sẽ rất là tốt hơn cho mình. Mình cảm thấy yên tâm hơn khi mà mình tự mua đồ về mình nấu. Còn nếu mà mình ra nhà hàng mình ăn thì mình vừa ăn mà vừa hồi hộp các bạn, cho nên như vậy sẽ tiện hơn cho mình rất nhiều. Ok, nếu mà trong tuần này gia đình TK có đi chỗ nào mà đẹp thì TK sẽ giới thiệu cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi với TK. Xin chào, bye bye. Can you say bye bye? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.